chỉ là nô bộc. Dòng tin nhắn hay cuộc gọi thì vẫn im ắng, ngẩn thơ thầm nhìn lên không trung rồi lại cúi đầu nhìn chiếc điện thoại. Nhưng mẹ không dùng cùng sự vô tâm, mày cũng đã quen đừng bỏ đi mà tin nhắn cuối cùng. Hiện chưa đã xem sự việc diễn ra thì thiệt nhanh. Em xóa các chủ đề xóa biệt danh và em từng hứa ta bên nhau suốt giờ lại bỏ lại anh với tim đau. Chỉ óc quay cho lên cơn dây vo lục lại để ngắm những bức hình. Thôi vẫn up lên face và có cap đầy đủ bài xem chế độ một mình tôi và từng nụ hôn môi chạm nhau em cũng gạt bỏ quên đi. Chỉ vài giọt buồn còn đọng lại vẫn còn vương mờ trên mi và ta dạo phố lang thang để cảm nhận sự cô độc. Ta bị con tim này chi phối khi tôi tâm trí là nô bộc. Sự cô độc, ta bị con tim này chi phối khi tôi tâm trí là nô bộc.